Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%, là một trong những địa phương của cả nước đi đầu về xóa đói giảm nghèo. Hưng Yên có nhiều giải pháp để ứng phó và hành động sớm đối với phòng chống thiên tai. Phóng sự nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5 và tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023. Huyện Khoái Châu, địa phương đầu tiên ở Hưng Yên tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Vải chính phủ cư chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, đa số diện tích đã được thu mua trước. Thưa quý vị và các bạn, sẽ xem xét cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi cùng một số dự án luật quan trọng khác. Đây là nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm 7 đại biểu tham dự kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự án luật đất đai sửa đổi đã được tiếp thu hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư và hơn 12 triệu lượt góp ý của các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, cử tri trong nước đánh giá cao việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật này. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 vào việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Báo cáo của Ban Dân Nguyện cho biết, trên 2.500 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư đã được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ trên 99%. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ làm việc trong 22 ngày, chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian nghỉ giữa kỳ họp kéo dài 1 tuần, để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao khi được thống nhất, thông qua và ban hành. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Trong phiên họp buổi chiều, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Hồng Hà đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng vào tháng 1 vừa qua. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp xem xét các giải pháp đến năm 2025, đưa tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hưng Yên về mức 0,5%, sơ kết chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt kết quả đánh giá chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước năm 2022. Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí Nguyễn Văn Linh. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với một số dự thảo nội dung đã trình bày. Về nhiệm vụ giải pháp nhằm đưa tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hưng Yên về mức 0,5% đến năm 2025, đồng chí nhấn mạnh trên địa bàn tỉnh hiện còn hơn 5.800 hộ nghèo. Để tiếp tục giảm tỷ lệ này, bên cạnh việc huy động nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của toàn dân, rất cần sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Yêu cầu bổ sung các đối tượng cận nghèo này, và các tiêu chí cũng đưa ra giống như hộ nghèo.
tức là thiếu vốn để cho vay vốn, thiếu kiến thức sản xuất kinh doanh, người ta đào tạo tập huấn, người ta mới giải quyết được triệt để và không còn tái nghèo, không có hộ nghèo phát sinh. Thiếu vốn thì sẽ cho vay vốn tất cả các đối tượng này, thiếu kỹ năng về sản xuất giao cho nông nghiệp, tổ chức dạy nghề làm nông nghiệp, tức là hộ nghèo không có đất thì tổ chức dạy nghề, sau đó đề nghị các doanh nghiệp là tiếp nhận các hộ này vào làm ở các nhà máy xí nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Công tác số hóa dữ liệu của các ngành chưa được thực hiện đồng bộ, dẫn đến việc chia sẻ dữ liệu giữa các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa thực hiện được. Mức độ chuyển đổi số của hầu hết các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện đạt tỷ lệ thấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các sở ngành địa phương tích cực vào cuộc thực hiện các nội dung chuyển đổi số. Mỗi một sở và mỗi một huyện thành phố thị xã đều phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một năm trong các tiêu chí, các thang điểm đấy. Tôi nói ví dụ về nhận thức số này, thể chế số này, hạ tầng số này, nhân lực số này, an toàn thông tin này, chính quyền số này, tổng số điểm thì các cái này phải xây dựng kế hoạch như thế nào. Đấy mới là cái quan trọng nhất là người đứng đầu để phấn đấu cuối năm 2023 là tất cả chúng ta phải trên 70% các đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã, các sở ngành phải mức khá trở lên và không có đơn vị nào yếu kém. Thực hiện công điện số 280 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn vừa ký ban hành công văn chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc với một số nội dung cụ thể. Các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan địa phương mình quản lý sang cơ quan địa phương khác. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị địa phương trong giải quyết công việc, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ công việc để kịp thời xem xét quyết định theo thẩm quyền và trong thời gian quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công khai, thủ tục hành chính theo quy định để rút ngắn thời gian thực hiện công việc, xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất và cũng kịp thời biểu dương khen thưởng đối với tập thể cá nhân, quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 có chủ đề từ ứng phó đến hành động sớm. Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương, trong đó tập trung đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình đê kè nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hai tuyến đê gồm đê tả sông Hồng và đê tả sông Luộc với tổng chiều dài gần 80 km. Trên hai tuyến đê hiện có 14 cống qua đê, 15 kè lát mái hộ bờ, kè mỏ hàn với tổng chiều dài hơn 27 km. 3 cửa khẩu qua đê, 60 điểm canh đê, 21 điểm kho bãi vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, 45 giếng giảm áp từ năm 2010 đến hết năm 2022. Toàn tỉnh thực hiện củng cố, nâng cấp hơn 75 km đê tả sông Hồng và đê tả sông Luộc, hơn 7 km kè với tổng kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn kinh phí của Trung ương với hàng trăm tỷ đồng dành để duy tu, tu bổ đê điều, mở rộng mặt đê, làm đường hành lang, xử lý khẩn cấp, cấp bách, sự cố, đê kè. Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm nay với chủ đề từ ứng phó đến hành động sớm, nhắc nhở mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai. Mỗi hành động sớm trong ứng phó trước thiên tai sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, góp phần giảm nhẹ thiên tai. Cùng với các ban ngành để xây dựng kế hoạch cũng như các cái phương án
về cái phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh và đã hoàn chỉnh. Để thực hiện tốt cái phương án đấy phải thực hiện theo cái phương châm 4 tại chỗ. Để thực hiện được thì các địa phương đơn vị phải chủ động cụ thể hóa các cái nội dung trong các cái phương án như về nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để khi mà thiên tai có thể xảy ra thì ta có thể là ứng cứu tốt. Mấy thứ hai nữa là trong cái phát triển kinh tế xã hội, ngoài cái việc chủ động đầu tư xây dựng các công trình phòng chống thiên tai thì chúng ta cũng phải xây dựng phát triển kinh tế xã hội làm sao chúng ta phải là thích ứng với thiên tai. Cùng với công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên tai, thì công tác kiểm tra xử lý vi phạm về phòng chống thiên tai, nhất là vi phạm đê kè và các công trình thủy lợi cần được làm thường xuyên để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Mùa mưa bão đang tới gần, thời gian này hạt giao thông huyện Phù Cử tăng cường kiểm tra rà soát để kịp thời phát hiện những sự cố trên tuyến đê sông Luộc. Năm nay, các công trình nâng cấp hệ thống phòng chống lũ ở tuyến đê này đều hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án nâng cấp tuyến đê tả sông Luộc thuộc địa phận xã Nguyên Hòa hoàn thành cuối năm 2022, có chiều dài gần 3 km, bề rộng mặt đê rộng 9 m. Ngoài ra, còn khánh thành hai điểm kênh đê, tổng kinh phí khoảng trên 110 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Các công trình trên đã tăng cường khả năng chống lũ cho tuyến đê tả sông Luộc, giải quyết cơ bản hiện tượng thẩm lậu, đùn sủi của đê, giúp giảm thiểu nguy cơ vỡ đê đột ngột khi bão lũ vượt tần suất thiết kế, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Để ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, hạt giao thông huyện Phù Cử phối hợp với các xã thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của tuyến đê tả sông Luộc, chăm sóc hàng cây chắn sóng, tuyên truyền kiểm tra để ngăn chặn các trường hợp vi phạm hành lang đê. Hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai phát động từ năm 2016 đến nay, nhiều địa phương trên tuyến đê tả sông Hồng qua địa bàn huyện Văn Giang vẫn tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cấp theo quy chuẩn đê kiểu mẫu, góp phần đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống thiên tai cũng như chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi trường. Mái đê tả sông Hồng qua thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, đoạn từ km 86 đến km 86 700, trước kia có mọc dại tùm, rác thải xả bừa bãi, gây mất mỹ quan. Thực hiện phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, bằng sự quyết tâm của địa phương trong việc vận động nguồn lực xã hội hóa cũng như sự chung tay đồng lòng của bà con nhân dân, đến nay đoạn đê được chỉnh trang sạch đẹp, chân và tường mái đê được xây dựng kiên cố. Từ sự đóng góp của người dân trong thôn và ngày công lao động với số tiền trên 200 triệu đồng, các loại hoa cỏ được trồng không những tạo cảnh quan mà còn đảm bảo an toàn về đê điều trong phòng chống thiên tai bão lũ. Nhà nhà tham gia, người người tham gia hưởng ứng và tích cực chăm sóc cái tuyến đường hoa hàng tháng, dọn cỏ, dọn vệ sinh, mua các cái cây mẫu đơn, hoa cỏ lạc, rồi hoa cẩm tú mai trồng thành cái mô hình đường hoa trên cái tuyến đường đê này. Triển khai sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể thôn, chúng tôi cũng đã lên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền vận động nhân dân về cái mục đích, ý nghĩa tuyến đường hoa ở cái mái đê, đã vận động xã hội hóa nhân dân góp công, góp của để xây dựng cái tuyến đường hoa. Xã Mễ Sở có gần 2 km đường đê sông Hồng đã được cải tạo, xây tường chân đê, dọc mái đê, bậc lên xuống bằng bê tông kiên cố. Cùng với đó, xã đã vận động người dân thực hiện giữ gìn cảnh quan, trồng cỏ lạc và hoa mẫu đơn dọc mái và thân đê với diện tích trên 7.000 m2. Tiếp tục phát động để làm sao cả hai tuyến đê, hai mé đê của chúng ta đều là tuyến đê kiểu mẫu. Huyện Văn Giang có trên 11 km đê sông Hồng chạy qua thị trấn Văn Giang, xã Xuân Quan, Phụ Công, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Mễ Sở. Đến nay toàn huyện phát quang được trên 10 km mái đê, tháo dỡ nhiều công trình vi phạm, lều lán bán hàng trên mặt đê. Ngoài ra, gần 5 km mái đê với diện tích khoảng 40.000 m2 đã được cải tạo, chỉnh trang, trồng hoa cỏ lạc. Trong đó, 1 km thuộc địa phận xã Xuân Quan đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận là tuyến đê kiểu mẫu giai đoạn 2016-2021. Đến nay, 6 trên 6 xã đã triển khai thực hiện ký cam kết, đăng ký, thi đua, xây dựng tuyến đê kiểu mẫu giai đoạn 2021-2026. Đây mới triển khai một cái tuyến số 1, còn khoảng 750 mét nữa. Tiếp tục vận động di chuyển vi phạm hành lang đê. Nếu không được thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp giải tỏa. Vì hiện tại cái tuyến số 2 của chúng tôi thì đường đã làm xong rồi. Bây giờ chỉ có làm lại mái đê và hành lang đê và trồng cỏ.
Những thảm cỏ hoa xanh tươi gọn gàng trên triển đê không những tạo cảnh quan của vùng hoa cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn chống lũ, giảm thiểu tác hại của thiên tai. Chiều nay, huyện Khoái Châu tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình cá nhân được trạm thực nghiệm Văn Giang giao khoán đất để sản xuất nông nghiệp, nằm trong chỉ giới thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đợt 1, trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu có gần 13.000 mét vuông đất do trạm thực nghiệm Văn Giang thuộc Viện Di chuyển Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quản lý giao cho các hộ dân sử dụng. Sau khi nhận bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 tại thực địa huyện Khoái Châu, Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo, trạm thực nghiệm Văn Giang phối hợp tổ chức kiểm đếm đối với 17 hộ gia đình cá nhân trong diện thu hồi. Ngày 19 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 17 hộ gia đình cá nhân với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Còn một hộ đang vắng mặt tại địa phương, huyện Khoái Châu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hưng Yên thực hiện chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 6 là thời điểm thu hoạch vải trứng. Những ngày này, người nông dân tại xã Phan Sáu Nam, huyện Phù Cừ tất bật với những công đoạn cuối cùng để có được quả vải mã đẹp, ngọt nước giao cho thương lái. Vải trứng của hộ ông Trần Văn Kiều ở thôn Ba Đông được đánh giá là một trong những vườn có mẫu mã đẹp nhất xã. Năm nay, ông có khoảng một mẫu trồng vải trứng, ước thu hoạch trên 1 tấn và đến nay đã được các thương lái đặt mua đến 90% diện tích. Chùm vải như thế này thì thường thường là nó tầm khoảng 14 quả một cân. Thế còn riêng đặc biệt mà chọn lọc ra thì chỉ 10 quả một cân. Thời gian này, ông Bùi Văn Khả ở thôn Ba Đông hầu như ngày nào cũng ở ngoài vườn để chăm sóc quả vải trứng đảm bảo chất lượng giao cho khách hàng. Năm nay, ông mở rộng diện tích trồng lên 2 mẫu, ước thu hoạch trên 2 tấn. Đỏ ở trên kia thì bắt đầu tôi mới tưới được đợt đầu, đỏ đít bắt đầu mới tưới. Thì đến bây giờ cái kết quả vườn đang phát triển mạnh mà đã có đơn hàng đã nhận để đặt được cơn. Diện tích vải của năm nay thì nhân dân cũng đang tập trung và mở rộng là 29 hectare theo kế hoạch của huyện giao. Thế và tại thời điểm này vải trứng của Phan Thảo Lam là đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Xã có cái chủ trương đầu tư hệ thống kênh mương thế và đường nội đồng bằng bê tông hóa thì cơ bản ở vùng vải thì cũng đã đảm bảo để phục vụ cho bà con. Phan Sáu Nam là địa phương trồng vải trứng lớn nhất tỉnh Hưng Yên với gần 170 ha của 2.000 hộ, chủ yếu ở thôn Ba Đông, Phú Mãn, Trà Bồ, Phương Bồ. Vải trứng của địa phương đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Năm nay toàn xã ước thu 100 tấn vải trứng, giá bán dự kiến dao động từ 120 đến 180 đồng kg. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại thành phố Hải Phòng diễn ra chương trình liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề Biển và Hải đảo Việt Nam. Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hưng Yên mang tới liên hoan 4 tiết mục. Trong đó có 3 tiết mục xuất sắc đoạt giải gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Tiết mục hát chèo Phong thư quê nhà với làn điệu Tình thư hạ vị của soạn giả Bùi Văn Nhân, biên soạn Tạ Dung, biểu diễn Thanh Lam, Nguyễn Văn Tuyến và tốc múa phụ họa đã xuất sắc đạt huy chương vàng. Hai tiết mục đoạt huy chương bạc gồm tiết mục múa Trái tim của biển, biên đạo Tạ Dung, biểu diễn tốc múa, tiết mục xa khơi, sáng tác Nguyễn Tài Tuệ, dàn dựng Bùi Anh Tuấn, biên đạo Tạ Dung, biểu diễn bé Trần Phương Hoa, tốc vô can và tốc múa phụ họa. Sáng nay đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 Dương lịch 2023 được Giáo hội Phật giáo huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, khu vực 4 tổ chức trọng thể tại nhà văn hóa huyện Văn Lâm. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử được nghe thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Trong hơn 30 năm vừa qua, Giáo hội Phật giáo huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào không ngừng được phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hòa hợp đoàn kết thống nhất và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. Phật giáo huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đời sống mới, động viên tăng ni Phật tử nêu cao đạo đức thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực trong các phong trào thi đua, yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.